Trước những thông tin về diễn biến của dịch cúm H7N9 tại Hồng Kông, Trung Quốc đang quay trở lại và có nguy cơ lây lan rộng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng y tế của những người xuất nhập cảnh. Với phương châm phòng dịch từ xa và phản ứng nhanh, hiện Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn đã lắp đặt 3 máy đo thân nhiệt tự động tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh và ga Đồng Đăng. Trung tâm cũng đã tăng cường thêm một số máy kiểm tra nhanh, đo nhiệt độ qua tai ở một số cửa khẩu như Chi Ma, Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình và Co Sâu. Ngoài ra thì những nơi này đều được tăng cường vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch cúm. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại các khu vực cửa khẩu như là Bộ đội Biên phòng và Hải quan tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các đối tượng phải kiểm dịch khi nhập, xuất hoặc quá cảnh qua cửa khẩu biên giới, đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch hoặc nghi ngờ có dịch, tăng cường phun thuốc khử trùng các phương tiện vận tải từ biên giới vào, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, máy móc sẵn sàng ứng phó với nguy cơ dịch cúm H7N9.